Vậy là sáu kẻ vừa rồi giả mạo tên của thất hiệp võ đường, cướp tiêu của chúng tôi rồi đó. Người bị thương đó tên gì, tướng mạo ra sao? Ông ta bị thương rất nặng, không thể nói chuyện được. Tôi cũng không biết tên gì. Đại khái hơn 30 tuổi, tướng mạo rất khôi ngô. Người đó chính là Du Tâm Ca của tôi. Sao bị thương vậy? Người cướp bệnh đi về hướng nào? Bọn họ đi về hướng Tây Nam. Cáo từ. Long môn tiêu cục của chúng ta lần này bị thất thủ rồi. Tất cả hãy chia nhau đi kiếm. Tâm Ca, Tâm Ca, Tâm Ca, chưa. Ai đánh đại ca ra nông nổi này? Tâm Ca, sư phụ, Tâm Ca. Tâm Ca bị người ta hãm hại. Chúng tôi chưa hề gặp võ đường thất hiệp, nếu không đâu có trao Du Tâm Hiệp cho đám người giả mạo đó. Chuyện tới nước này, không lẽ các người còn muốn biện hộ? Sư phụ, loại này hình như là công phu Kim Cang Chỉ của phái Thiếu Lâm. Đồ đại cẩm, ngươi có phải là người của phái Thiếu Lâm hay không? Tại hạ đã nói rồi, chỉ là có người gửi thác ta hộ tống Du Tâm Hiệp lên núi thôi. Nếu ngài hoài nghi ta hãm hại Du Tâm Hiệp thì hãy giết ta đi. Được, vậy ta sẽ giết người để trả thù cho Tâm Ca. Ngừng tay. Kim Cương Chỉ của phái Thiếu Lâm là mật tông tuyệt kỹ, cho dù cao thủ cũng không có bao nhiêu người có thể luyện thành được. Sư phụ, có phải là còn có người nào có thể luyện thành môn Kim Cang Chỉ này hay không? Xưa nay Thiếu Lâm võ đường không xích mích, tại sao lần này lại hạ độc thủ đối với Tam Đệ? Bây giờ mọi việc vẫn chưa có sáng tỏ, đừng có ra kết luận ẩu tả. Tâm Ca còn cứu được không? Thúy Sơn, trên đời này có ai mà tránh khỏi cái chết? Tâm Ca, Tâm Ca hãy tỉnh lại, đây là ngũ đệ đi. Có thể giữ được tính mạng của nó hay không, phải chờ một tháng sau mới có thể biết được. Nhưng gân cốt tay chân của nó đều bị gãy, đã không còn cách cứu chữa được. Tâm Ca, ai đã hại Tâm Ca ra nông nỗi này? Hãy nói đi.
Cho dù đại nham còn sống được thì suốt đời của nó chỉ sợ nằm liệt ở trên giường mà thôi. Làm thế sư phụ tam kệ. Sư phụ, ngũ cảnh. Thúy Sơn hiện giờ rất đau lòng, cứ mặc kệ nó đi. Ông trời thì là không có mắt. Ta phải điều tra ra chân tướng để mình trả thù cho Tam Kê. Ta thề phải trả thù. Tam Kê nhất định phải kiên cường để sẽ điều tra ra cho được hung thủ. Tam Kệ, hãy kiên cường, hãy kiên cường. Tam Kệ. Tam Đệ, sư phụ sợ người gửi thác đô đại cẩm hộ tiêu sẽ đem đến phiền phức cho Long Môn Tiêu Cục, cho nên phái ta và mặt sư đệ tới Lâm An bảo vệ Long Môn Tiêu Cục, hy vọng cho đến khi chúng tôi trở về, đệ sẽ được bình an vô sự. Tam Kệ, nguyên nhất định phải kiên cường lên. Không biết Tam Đệ có chuyện gì đắc tội với Thiếu Lâm, trên người còn bị trúng độc bọn vô danh tiểu tốt trên giang hồ dùng. Nhị đệ, thất đệ, hai đệ hãy lập tức khởi trình tới Lâm An, trên đường đi phải cẩn thận. Dạ. Tùng Khê, chuyện này con thấy sao? Sư phụ, theo con thấy đầu sỏ tội ác không phải là Phái Thiếu Lâm, mà là Đồ Long Đao. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không tuân? Ý thiên bất xuất, thùy dự tranh phong. Hiện giờ trong Võ Lâm sắp sửa có một trận tai kiếp đến. Thiên hạ ai dám không tuân? Ỷ thiên bất xuất, thùy dự tranh phong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
声飘远，回首盼此生未了去相欢的白石，逍遥与日斜。声飘远，回首盼此生未了却相伴的白石，逍遥。